Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2021, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, sau nhiều năm điều tra truy tìm, đơn vị vừa bắt và di lý Trần Văn Trung, sinh năm 1994, trú tại phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đến địa phương. Trung là đối tượng trong vụ án cắt vách tôn, đột nhập trộm tiền bạc tài sản trị giá trên 160 triệu đồng, rồi tẩu thoát cách đây 6 năm. Trước đó, anh Trần Văn Thuận đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, thông báo vào ngày 31 tháng 7 năm 2015, bị kẻ gian cắt vách tôn đột nhập vào tiệm bạc của anh tại khu vực ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, lấy đi số bạc trị giá trên 160 triệu đồng. Với thủ đoạn thực hiện hết sức tinh vi, nên việc xác định đối tượng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau nhiều năm đấu tranh truy tìm, ngày 23 tháng 5 năm 2021, lực lượng điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành đã xác định và bắt giữ Trần Văn Trung tại khu vực phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ thu nhập được trong quá trình điều tra, dấu vết tại hiện trường, Trung đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trung để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Qua điều tra xác minh được biết, Trung là một đối tượng có liên quan đến hàng chục vụ trộm khác trên cả nước và là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.